Nhà thuốc Thảo tại 46-1 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiển, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nhà thuốc tiêu biểu có bán sản phẩm Hào Biển OB. Nằm trong khu dân cư đông đúc nên bên cạnh các sản phẩm điều trị bệnh, nhà thuốc còn bán rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý, nâng cao sức khỏe nam giới, vấn đề mà ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm. Phần lớn khách hàng đến tìm hiểu về vấn đề này đều quan tâm đến sản phẩm Hào Biển OB. Chị Trúc, dược sĩ tại nhà thuốc cho biết. Rồi, mình là Trúc, hiện là dược sĩ đang phụ trách tại nhà thuốc Thảo số 6 Lâm Văn Bền, quận 7. Hiện tại nhà mình đang phân phối sản phẩm tinh Hào Biển OB, đang được các nam giới tin dùng rất là nhiều. Đa phần khách hàng tự tìm đến nhà thuốc để mua sản phẩm mà không cần mình phải tư vấn gì nhiều. Nhưng có một số các cặp vợ chồng hiếm muộn thì mình cần tư vấn kỹ hơn. Đa phần họ đã đến bác sĩ để được khuyên sử dụng bổ sung sản phẩm tinh Hào Biển OB này để tăng số lượng tinh trùng và tăng khả năng có con. Tinh Hào Biển OB thì có tác dụng rất tốt trong việc tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng cường hóc môn nam. Sản phẩm này được đa số các khách hàng đến nhà thuốc hỏi mua mà không cần nhà thuốc phải tư vấn gì nhiều. Vì một số trường hợp có các cặp vợ chồng hiếm muộn có tinh trùng yếu, tinh trùng loãng thì cần nhà thuốc tư vấn kỹ hơn. Đa số họ đã đến bác sĩ và được bác sĩ khuyên bổ sung sản phẩm tinh Hào OB này để tăng khả năng thụ thai. Trung bình một ngày cũng có đến cả chục khách hàng ra hỏi về sản phẩm Hào Biển OB và hầu hết đều chọn mua và có phản hồi rất tích cực. Bởi sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, lành tính, không có tác dụng phụ. Sản phẩm giúp tăng cường sinh lý, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng tinh trùng. Các dược sĩ tại nhà thuốc rất vui khi tư vấn cho các khách hàng sử dụng sản phẩm đạt kết quả tốt, giúp ích được cho bệnh nhân. Hầu biển OB giúp tăng cường sinh lý nam, kéo dài thời gian quan hệ, cải thiện chất lượng tinh trùng, hỗ trợ phát triển cơ bắp. Gọi ngay tổng đài 0936 066 962 để được tư vấn miễn phí.